Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Thương Cầu. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách lên số và về số trong khi đi tour để làm sao mà đảm bảo an toàn và gia tốc tối ưu. Nhưng mà đừng quên, hôm nay là thứ năm. Thứ năm là chúng ta tối nay sẽ anh em sẽ offline từ 6 giờ tới 10 giờ và mình sẽ hướng dẫn thêm cái kỹ thuật này trực tiếp cho các bạn. Ở đâu? Ở địa chỉ số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, ngay tại Thảo Cầm Viên, Rubik Zoo. Ok, mình sẽ đợi các bạn vào tối nay. Còn bây giờ mình sẽ vào cái phần chi tiết. Thì lúc nào các bạn cũng vậy, các bạn luôn đặt cho tôi câu hỏi là mình đi xe như thế nào để mà khi thắng về số an toàn và giảm tốc nhanh nhất. Thì mình xin nói luôn, đó chính là mình thắng và kết hợp về số. Thì lúc nào cũng vậy, tay phải của mình luôn để thẳng tay thắng trên hai tay ngón tay trên tay phải như thế này, và cầm ga mình vẫn luôn có thể giật được. Các bạn sẽ tập cách mà vẫn hai tay vẫn hơi siết nhẹ trong khi tay vẫn có thể giật được. Đây, cái động tác này sẽ rất là quan trọng khi mà về số, có nghĩa là vẫn đang thắng nhưng vẫn có thể dù ga để xuống số. Còn tay côn à, côn đối với mình chỉ có hai trường hợp khi đi tour thôi, một là bóp, hai là nhả, chứ không có bóp hờ, không bao giờ bóp hoặc thả, chứ không bao giờ để siết cái lực gì đó trên đây. Mình làm như vậy sẽ rất là ảnh hưởng tới má, chỉ bóp hoặc thả. Còn chân, cái chân mình phải luôn ở cái tư thế đạp thắng. Thì bây giờ với cái động tác xuống số có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là chúng ta đang đi tốc độ cao, chúng ta thấy tình huống nguy hiểm, chúng ta vừa kết hợp phanh vừa xuống số để giảm tốc một cách nhanh nhất. Thì cái nguyên tắc lúc nào cũng vậy, có nghĩa là sẽ là bốn thứ cùng nhau phối hợp lúc, đó chính là côn, thắng, trước thắng sau, ga và số. Thì như thế này, chẳng hạn như tôi đang chạy khoảng số 5 đi, có tình huống xảy ra thì điều đầu tiên hai ngón tay tôi đang để sẵn trên đây rồi thì nó sẽ hơi ghì nhẹ vô, chứ không có siết hết cỡ, hơi ghì vô, thắng cũng hơi đạp nhẹ vô, có nghĩa là tay với chân lúc đó là hơi ghì nhẹ cái lực, có nghĩa là giống như là mình đưa cái chân mình để hờ gá lên để cho nó giảm tốc một cách vừa phải thôi. Nó cũng tùy tình huống nhưng mà đừng nên để đạp quá mạnh, tay thắng cũng ghì vô. Và khi đó kết hợp chúng ta sẽ là dù ga, bóp côn và xuống số. Ba cái động tác nè, bóp côn vô nghĩa là vừa lúc bạn bóp, có nghĩa lúc đó là tay bạn đã dù ga và chân mình đã đạp số xuống. Thì ba động tác nó kết hợp với nhau sẽ giúp bạn xuống số nhanh lẹ. Và bạn muốn xuống bao nhiêu số thì lặp lại động tác đó bao nhiêu lần. Nhưng mà dĩ nhiên với một cái người chuyên nghiệp, người ta xuống rất là lẹ, pum 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 là ba số, trong vòng một giây có thể là xuống được ba số, pum pum pum. Đó, ba cái là mình phải thao tác đều nha. Và bây giờ mình sẽ thực tế cho các bạn khi mà nổ máy xe chạy thì như thế nào nhé. Số 2, số 3, số 4, số 5. Và đây, khi mình đang chạy tốc độ cao và có tình huống xảy ra, mình sẽ làm rất là nhanh, hai ngón tay cũng kẹp. Tôi qua cho các bạn qua lại nhé. Nè, cả hai chân đang chạy tốc độ cao. Tiếp tắt. Đó. Dùng ga xuống số sẽ xuống rất là lẹ. Mình sẽ làm cho các bạn. Đây mình đang ở số cuối là số 6. Và mình đang kéo ga số 4. Đó. Kết hợp nhiều thứ, vừa thắng sau, vừa thắng trước, thắng sau, thắng trước, ghi và động tác dậm nhã, vừa dậm vừa bóp côn vừa dặn ga, là ba thứ này nó cùng nhau hết. Nhưng mà bạn hãy chú ý cái tay này rất là quan trọng, thắng thì vẫn đang thắng nhưng mà ga thì vẫn dù để làm gì, dù để cho số xuống dễ hơn. Còn với động tác lên số thì nó sẽ thoải mái hơn tí, lúc đó mình sẽ không sử dụng thắng nữa, mình chỉ hờ nhẹ một ngón hoặc là không hờ cũng được, tại vì mình đang tăng tốc mà. Đó, thì bắt đầu là mình sẽ là vô số, căng ga. Đến khi mà mình muốn lên số thì mình thông nhanh, lên số, bóp côn, ba cái đó cùng nha. Nghĩa là lên, bóp côn và thòng ga là cùng nha. Thì để cho nó lên mượt mà. Còn với những bạn mà chẳng hạn như mấy bạn hỏi tôi là lên số sóng là như thế nào? Lên số sóng thì đơn giản đó, có nghĩa là bạn cứ căng ga thôi, bạn không cần bóp côn nữa. Nhưng mà khi mỗi lần bạn muốn lên số thì bạn rất là nhanh, vừa thả ga ra là bạn đã đạp lên số, là dặn lại.
thì lúc đó là bạn sẽ là số 6. Bạn không cần phải bóp con nữa. Đây tôi sẽ thử lại cho các bạn xem nhé. Đầu tiên là cách thông thường nè. Quan trọng á là cái thao tác mình phải nhanh. Khi mà phối hợp ba thứ nhuần nhuyễn là cái nó thành một cái bản năng. Có nghĩa là cứ mỗi lần xuống số là cứ côn dù ga tháng trước tháng sau và trả. Lên số thì chỉ là căng ga, lên số thì bóp côn, lên số thả ra. Đó. Cứ như vậy mà nhịp nhàng mà thôi. Nhiều khi biết sao, mình ngồi trên xe nè, mình kích chống đứng là mình không dám dặn. Lỡ đang dặn lố quá, nó chửi tới thì nó cũng hơi phí mạng cho cái thằng đang ngồi quay phim đó. Vậy nên thôi, nếu mà các bạn muốn mà biết chi tiết rõ ràng hơn, tối nay từ 6 giờ tới 10 giờ hãy ra offline cùng với anh em mình. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách trả số, cách thắng số và cách lên số khi đi tour như thế nào cho an toàn nhé. Chào tạm biệt mọi người, bye bye.